Đấy, lên đấy. Đặt lên. Chơi vơi hơn. Đấy. Kiểu này này, nhưng mà hòn đá nó phải đẹp hơn tí. Hòn này xấu mà ra. Sau dễ nó ôm vào cái hòn đá này này. Đấy. Hòn này xấu vãi. Chơi vơi. Đây không phải đá, đây bê tông. To mà, nhìn đứng ở dưới cảm giác bé. Này, cái dưới của nó ăn rồi. Nó phải ăn được xuống đất nó mới to như thế. Đâu cương thì đâu đây? Xem nào. Cứ làm gọn cái đã. Cứ ở trên đi đã. Xấu à? Đây này, có khi lại lấy. À, cứ cắt đi sao cho nó lùn cho nó. Cứ cắt ngắn ngắn lại à. Để đây nuôi thôi. Xong rồi vứt luôn cái cành ở trên ấy. Tại vì nó cứ thả nó không có tác động gì, nó cứ trơn tuột. Kịch. Mẹ, cái này mà để mấy năm nữa nó ôm nát cái góc này luôn. Mẹ, lên phố có mấy cây mọc, có mấy cái mọc trên cây đẹp lắm. Cây si đợt mà anh đào cho em ở đằng kia giờ đẹp phết rồi đấy. Cây nhỏ nhỏ. Ừ. To đấy. Đúng, con này khi con này nó lại hai thân xoắn vào nhau. Nhìn mặt này thì không thấy ok mấy, mặt kia đẹp. Cắt nó lùn ra sau kiểu gì cũng đẹp. Ừ. Đấy anh nhỉ. Ở trên có còn cái gì đâu anh? Trên nóc có còn những cái gì không? Con này nó cứ mọc ở bờ nhỉ. Mẹ nó mà mọc ở trên nóc thì đẹp. Nhưng mọc trên nóc thì có gì ăn. Khô ngay. Cây này mà về mà có cái có cái hòn đá là như cái cột điện ấy. Bó nó vào thì lại đẹp. Đây nó có cái đoạn rễ này hay này. Còn đây thì nhìn thì cốt cán thì không có gì ok cho lắm. Nuôi trồng tiếp ạ. Quanh đây nhiều tài nguyên lắm. Chính là những cây nhỏ nhỏ sau mới dễ làm. Cái to nó quá rồi. Quanh quanh là gặp em Mai Tư Quý. Toàn sỏi. Hoa nó giống hoa mai của mình á. Cây này mà nó bằng này hàng trăm triệu đấy. Đắt như cây mộc ạ. Không mọc vào bê tông là được rồi. Để chỗ này đất mùn. Đất nó xối xuống. Em hết bẩy vào cái gì mắt. Có khi áo giật lên rồi. Chứ đứt dễ cọc. Đấu tay rồi. Những con thì dễ. Hay lùa cưa xuống. Cơ bản mình vướng đâm đéo trúng. Có khi cho vào trong kia thì dễ đâm hơn. Nhảy vào trong kia. À, cái dễ nó bắt ngang đấy. Vẫn còn cái dễ cọc. Cọc ở đằng này. Khổ lắm.
đoạn dài dưới nữa nhỉ. À được, có mấy cái rễ con kia là được rồi. Chứ không có rễ con cũng có phết đấy. Lấy kéo cắt. Cái kéo này thì lại hơi cùn tí, cắt sát vào trong này. Kéo này cùn lắm. Đó. Ui, thì phải là toàn rễ cọc. Xong được á. Bí nó cắt hết cái đầu này, xong. Không nào, ông cắt đôi đây, nó nhảy qua nắng. Kiểu như là cây này nó ra hạt ấy. Nó ra hoa quanh năm mà nó có hạt thì chim nó ị ở đây. Cái này là bị bẻ. Ừ. Người ta không biết là cây mai tử quý. Cái này mới là ngon rồi. Những cây đá lên này nhưng mà nó có cái gốc ở dưới nó bè to phết ấy. Sau nó mới dễ làm. Cái to kia nó thô không khống chế được. Những cái to. Hai cây à? Không biết, một chắc cây. Một cây thôi. Lùa lưỡi sờ beng sát dưới này 7 phát xem nào. Nếu mà được cả màng thì tốt. Cái màng vôi thôi. Ở đây đây đây, đúng không? Cái lùa này này. Chắc. Cái lùa này này. Cái này lấy cưa mà cưa. Không, để phải lên. Thì nó đứng lát. Quý nhất là cái bệ, cái rễ. Đấy, cứ lùa thế là ra. Hoặc là bẩy ở cái mép. Đấy. Cố gắng đừng để nó bị tuét. Đấy, cứ lùa phẳng như giống như em làm này này. Không cần phải lấy tường nữa đâu. Mẹ cái tây bê tông thế nào lắm. Lùa thế thì mày cưa mà dí sát này. Không được. Đấy. Khi em lùa sờ beng nó nát hết gốc. Không nát dưới được, đừng có nát thân là được, trên là được. Đấy, cưa này được đúng không? Được, nhưng mà cứ lùa lưỡi sờ beng vào được. Không, sờ beng nó đấy. Vì nó ăn vào tường đấy. Để ta đấy. Cưa này nhá. Cưa này khác đéo thì em lùa sờ beng được. Lùa sờ beng ấy, nó bẩy cái được. Lùa sờ beng nát hết. Không, ở dưới không sao. Đây này, nó còn thân của nó ngoài đây. Cứ, anh cứ lùa sát dưới là được. Cho đứt hết ở dưới đã. Đấy. Ôi. Ôi. Ừ. Ăn chéo vào bờ tường nhỉ. Làm phát ở bên lùa cái lưỡi vào bên trong này này, không, cái lưỡi sờ beng vào sát cái bờ. Bảy ra. Vâng. Vậy nó ăn lát gốc. Nên mà cứ lựa vào đấy mà. Đấy, lên đấy. Hai cây sao nhỉ? Cần cái hòn đá để bẩy không? Có cắt đi không? Kệ nó, tí nó về cắt với như bé. Nó không bị mọc chéo chéo cái cây trên tường. Nó phẳng cái đít này, cảm giác như cây thuần chậu. Con này được đấy. Cái này đến mùa nó lộc cũng đỏ chót đẹp. Này mà có cái hòn đá đặt thấm thủy đặt lên. Ngon luôn. Đấy, tí nữa về sửa sang tí. Làm thành cây ba vai hoặc cây rừng cũng được. À. Mấy cái thằng cứ đi nhặt ở cái bờ ấy, được cái cây bằng cái cành này. Nó cho vào cái chén. Cây này lại gốc to này. Được. Hôm nay mà có hòn đá đẹp, cho lên ngồi vắt thế này luôn. Thay cái chậu luôn. Đấy. À, đúng như là trồng chậu từ hồi bé này. Để ta đây này, đến mùa đỏ cực. Đến mùa nó thay lá xong nó ra lục non. Cái này dâm lên lên đấy. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà chỉ thích cái gốc thôi. Đó. Tỉa cho nó vài đường cơ bản này. Giờ có hòn đá thấm thủy đẹp này, đặt lên này. Ôi xời, ôi dê luôn. Mặt nào cũng đẹp. Đấy. Đấy. Cái rễ bỏ bớt đi cũng được. À, được, cái rễ này là cái rễ nó phẳng, được. Dễ con, dễ cám rồi nó hút chất được. Đấy, úi giời. Mình đánh lên này nó bị tổn thương hết rồi. Không, không vấn đề. Nó bị thương xong nó lên khỏe. Ừ, thì cắt nó đi.
cái này cậu bôi vào ủ nắm nhựa được. Ủ nhựa lắm, cái rễ này nó bị nát, giữ em phát nhé. Đấy, cái gốc đấy bị nát mấy cái rễ này hơi tiếc. Được, không sao. Sao đầy rễ bọn này á. Bọn này lên tụt tủa mà. Rễ ra nhặt không kịp. Đấy. Những cái này chả tác dụng gì đâu. Đấy. Bụi bụi này để cho nó hút. Không hút được à. Đấy. Đấy. Có cái chậu đẹp nào không nhỉ? Có hay có chậu à. Có cái con ở trong kia kìa. Ở phía trong kia có. Cái vườn nó phải dài khoảng độ nó thế này luôn này. Hơn 20 phân đấy. À, vườn. Dài hơn. Có cát sẵn nhưng mà hơi nhỏ. Này mấy hôm nữa lộc đỏ chót luôn. Cái bệ rễ này. Cái này. Ngon đấy. Kiếm một hòn đá đẹp hơi khó đấy. Kia cho hòn đá kia. Không, hòn này thì không thua, nó là bê tông. Ui giời. Nặng thế, nó chẳng có cái gì đặc biệt. Nhưng mà đặt vào nó cũng được. Nó cao lên một tí anh hiểu không? Nhìn nó hay hơn, chơi vơi hơn. Đấy. Cái này là không, anh cứ để như vừa nãy giúp em, nó có cái mặt phẳng ấy, để em đặt lên. Chơi vơi hơn. Đấy. Kiểu này này, nhưng mà hòn đá nó phải đẹp hơn tí. Hòn này xấu, mày ra. Sau dễ nó ôm vào cái hòn đá này này. Đấy. Hòn này xấu vãi. Chơi vơi. Đây không phải đá. Ừ, đây bê tông. Đấy. Chênh vênh chưa? Yeah. Tiền đấy. Không phải đơn giản đâu. Thiền phải cho ông ấy. Thế này. Ui, thế thì có mà. Cái kia nó đang hợp với ngồi mặt phẳng hơn. Thế này thì sao? Chênh vênh đấy. Đấy. Mày ra đây nhìn đấy. Thế này à? Đẹp. À, ừ, được. Được. Có căn, có số đấy. Được. Ê, được. Mày được kinh. Chết với ông. Trinh vinh, xong nó mọc ra đây này. Chết với ông cái này. Chỗ này nước niếc này. À. Đúng không? Để kiếm cái chậu thế nào. Nhắc về để sáng tác này. Cho vào cái chậu Nhật này. Chậu Nhật xịn đi quý vị ạ. Bẩn bẩn cái này kỵ ra. Chậu đẹp đấy. Khối tiền đấy. Vừa nãy để ở đấy cái ông nghịch nghịch ông cắt mất hai cành này của mình, bực quá. Đang cần một chút ở đấy vừa để nở cái hông mà lại để cho nó đỡ trống. Bởi sau cái thân này nó to quá thì không, có thể là sẽ không dùng được nhiều. Nghịch ngợm đấy, để ở đấy mà cũng có người nghịch. Đấy, một cây dáng làng. Dáng làng, đây là trồng như này. Cắt bớt một tí ở đây để cho nó vừa cái chậu để trồng nhá. Cắt gọt như thủy tiên xong rồi rửa sạch đây. Đấy. Vào ươm chưa? Vàng nhá. Đấy, kỳ cọ sạch sẽ thì liền cốt đấy nhá quý vị nhá. Đấy, nó mọc trên những cái bờ tường đá như này. Đấy. Đây. Trồng nó cao lên một tí. Trồng nó cao lên một tí. Thế là chơi thôi. Đó. Mặt này đẹp hơn. Mặt kia là mặt lưng. Chậu Nhật. Chậu thì mấy trăm nghìn cái chậu này đấy. Quý vị ạ. Thân vệ mình thích cái cây này vì là nó mọc ở trên cái thảm bê tông quý vị ạ. Cho nên là nó bệt cái bệ và nó gốc nó to. Đó, thì mình chỉ điều chỉnh một thời gian nữa là cây này sẽ đẹp rồi, đưa được cái form dáng của cái cây ngồi chậu. Đó. Mặc dù là mọc tự nhiên nhưng mà nó có cái cốt cách của một cái cây ngồi chậu lâu năm. Thì cần điều chỉnh thêm tay cành và định hướng cho nó là sẽ thành một cây đẹp và bưng bê đi chơi thôi. Thả nước hoặc là cho lên đá thấm thủy. Đấy, thì hôm nay thì không có hòn đá nào cả, trồng tạm. Sau có hòn đá thì mình cho lên quý vị nhá. Thế thôi. Bonsai không đồng, đơn giản thế thôi. Cái này mà đi mua chắc thì ít cũng phải là 5 lít quý vị, không có chậu nhá. Ok, quý vị hãy tiếp tục đam mê nhá. Năm nay chưa mua được cây nào nhưng mà đào được một cây đào với cây bồ đề rồi. Nhà cũng chưa có cây bồ đề nào cả.